Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Sau những video về những chủ đề hấp dẫn như là top 5 điều nhọ nhất khi đánh vua trong Clash of Clans, top 10 kiểu người chơi gây ức chế nhất trong COC, hay như là mới đây nhất đó chính là top 10 nghịch lý thú vị trong Clash of Clans, thì mình đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp và hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thảo luận tiếp tới nội dung hấp dẫn, đó chính là 7 cảm giác cực thốn trong COC. Cụ thể đó là gì? Các bạn hãy xem tới cuối video này để biết thêm thông tin chi tiết. Và hãy xem cái cảm giác tồi tệ này đã từng xảy ra với các bạn chưa nhé. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, bấm vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất, chính xác nhất về nội dung game Clash of Clans. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go. Chúng ta sẽ bắt đầu với điều đầu tiên trong danh sách của ngày hôm nay, đó chính là cảm giác cực thốn khi bạn đánh gãy ở các trận war. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy lo lắng và những điều âu lo này ngày càng được nhân lên khi chúng ta cần phải đánh những lượt tấn công quyết định và cực kỳ quan trọng. Có thể nó giống như 10 phút cuối cùng của một cuộc chiến tranh và chúng ta cần phải thực hiện lượt tấn công này để hội của chúng ta giành được chiến thắng. Hay như là tình huống chỉ còn duy nhất một lượt tấn công cuối cùng mà thôi và bạn bắt buộc phải đánh một nhà top 2 để lấy tối thiểu được 2 sao thì clash của bạn mới có cơ hội giành được chiến thắng với tính tỷ lệ phần trăm cao hơn vì có số sao bằng nhau. Hoặc như những tình huống khẩn cấp tương tự như thế, bạn đã chuẩn bị lính sẵn sàng hết tất thảy rồi, nghiên cứu ngôi làng của đối thủ đầy đủ hết rồi, ngắm nghía ngôi làng đấy hẳn 5 lần. Giờ đây lồng ngực của các bạn đang đập thình thịch, bạn thở gấp gáp dần và bạn đã tự an ủi bản thân: bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn bắt đầu bấm nút tấn công. Sau vài giây chờ đợi, nhìn xuyên qua đám mây thì bạn đối diện với cái ngôi làng của đối thủ. Khi bạn nhận ra rằng bạn có thể sắp gãy với lượt đánh này rồi, bạn nhìn lại những đơn vị lính ít ỏi còn lại của mình đã bị tiêu diệt. Những dòng điện cuối cùng của trận đánh cũng đã ra đi. Tướng tá King Queen của đại quản giá cũng lần lượt hy sinh trong trận chiến thì bạn mới phá hủy được 37%. Lúc này bạn chợt tự an ủi bản thân: ôi thôi, lượt tấn công này uổng rồi. Đã không được sao nào lại còn bất toi sự kiện kỷ niệm lần thứ 5 hội chiến với bonus khủng nhân 10 tài nguyên. Chưa hiểu cái trận thua này còn dẫn đến cả chuỗi thua của Clash nữa. Khi bạn đã đi với cuối trận đánh và bạn biết chắc chắn không còn khả năng giành được chiến thắng vì bạn chẳng có một đơn vị lính nào nữa cả. Điều này thực sự là một cảm giác rất là thốn và điểm rất là tồi tệ khi chơi COC. Trở lại màn hình trò chuyện với anh em chiến hữu trong hội, mặc dù bạn được động viên an ủi, nhưng dường như những lời động viên đó không thể làm giảm đi cái sự hụt hẫng, chán nản vào thời điểm đó. Khi bạn được đặt vào trọng trách mang về chiến thắng cho Clash ở lượt đấu cuối cùng, và khoảnh khắc người hùng và tội đồ nó chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi, và bạn đã bỏ lỡ cơ hội giành được chiến thắng bởi một lượt tấn công rất là tồi tệ. Và đó chính là cái cảm giác cực thốn đầu tiên mà mình muốn đề cập trong video ngày hôm nay. Khi bạn lỡ tay bấm bỏ qua một ngôi làng tuyệt vời. Đúng, mình biết tất cả chúng ta đã làm điều này rồi. Khi tìm kiếm một ngôi làng ở trên mây với tài nguyên cực khủng, hay như bạn đang bay cúp thì bạn tìm kiếm một trận đánh mang về cho bạn một số cúp cao hơn như là 20 hoặc 30 cúp chẳng hạn. Bạn mong muốn cố gắng tìm được một trận đánh thực sự hoàn hảo và bạn bấm next liên tục để tìm kiếm ngôi nhà ưng ý. Mình biết điều này xảy ra với tất cả mọi người. Chúng ta cứ bấm lần lượt bỏ qua liên tục như kiểu là chế độ tự động vậy. Và bạn đã bấm bỏ qua với giả định rằng ngôi làng này không đáp ứng được yêu cầu của mình như mong muốn. Rồi bạn tiếp tục bỏ qua một cách rất là vô thức với suy nghĩ: ok, ổn thôi, có nhà giàu hay hơn ngay bây giờ ấy mà. Và đột nhiên một ngôi làng ước mơ đã hiện ra trước mắt với hơn 1 triệu vàng, 1 triệu tím và có tới 9.000 hạt tiền dược, kèm theo đó là 30 cúp nếu đánh được 3 sao. Hoặc những ngôi làng tuyệt vời tương tự như vậy mà bạn chỉ tiếp tục vô tình bấm nút bỏ qua một cách tự động cho đến khi ánh mắt của bạn chạm vào con số khủng của lượng tài nguyên thì bạn mới thực sự nhận ra: ơ định mệnh, hơn 1 triệu mỗi loại đấy, trời ơi. Thôi rồi, cái cảm giác tiếc nuối chưa bao giờ nó tràn trề đến vậy. Bạn chỉ biết ngồi đó mà tìm kiếm trong đám mây kia một ngôi làng có lượng tài nguyên khủng tương tự như vậy. Mình dám chắc là cái cảm giác cực thốn này mọi người đều đã từng trải qua rồi. Còn với mình thì điều này nó diễn ra quá nhiều rồi, đếm không hết được nữa. Nhất là những hôm trời đã về khuya, vẫn cố bay cúp mà trong cơn mê mơ màng đã bấm bỏ qua một con cá mập 45 cúp. Và rồi mất thêm 30 phút nữa mà vẫn không tìm được ngôi làng nào có số cúp tương tự như vậy. Cảm giác nó thốn lắm anh em ơi. Các bạn hãy đưa ra kết quả trận đánh giàu tài nguyên nhất mà bạn đã lỡ tay bấm bỏ qua là bao nhiêu ở phần bình luận phía dưới nhé.
Cảm giác cực thốn thứ 3 xảy ra với chúng ta đó là khi bạn chưa hoàn toàn mắc hết ngôi làng của mình. Điều này nó có thể đúng với 99% người chơi Clash of Clans. Hiện nay có rất nhiều bạn thậm chí cũng chưa hoàn toàn mắc ở Tahoe 11, chứ nói gì là Tahoe 12, hoặc cũng xảy ra tương tự ở những nhà chính Tahoe 7 hay là 8. Lúc này đây, các bạn nhìn vào hình ảnh ngôi làng hiện tại của mình và nhận ra một sự thật rất là trần trụi. Đấy chính là, wow, còn cả một chặng đường dài phía trước cần phải hoàn thành nữa mới mắc được Tahoe 12. Có một suy nghĩ chợt nó chạy ngang qua tâm trí của bạn. Bây giờ tường mới cấp 7, tức là còn tận 6 cấp nữa mới mắc được tường 13. Rồi bạn sẽ phải thốt lên là bao nhiêu tài nguyên cho đống tường này đây? Mình sẽ còn phải bỏ ra bao nhiêu thời gian nữa để cày đây? Và tất cả những gì bạn bỏ ra để mắc hết ngôi làng này là gì đây nữa? Ai trong mỗi chúng ta khi chơi Clash of Clans đều có mong muốn đạt được một mục tiêu là một ngày nào đó sẽ mắc hết toàn bộ mọi thứ, mắc hết công trình, mắc hết spell, mắc hết lính. Và bạn suy nghĩ, có khi nào 2 năm nữa mình mới mắc được Tahoe 12 hay không? Đó thực sự là một cảm giác cực thốn khi chơi COC phải không các bạn? Bạn đang ở nhà chính cấp mấy rồi? Bạn có dự đoán được bao lâu nữa bạn có thể mắc được Tahoe 12 không? Hãy đưa ra câu trả lời ở phần bình luận phía dưới nhé. Khi bạn đã đi farm cả ngày trời và tài nguyên của bạn chuẩn bị gần đủ để nâng cấp một công trình rồi, có thể bạn chuẩn bị nâng pháo đài vàng, vét sạch trong ngân khố rồi đi farm 5 sao hàng ngày để lấy phần thưởng rồi, và chỉ thiếu đúng 100.000 vàng nữa thôi là đủ. Nhưng lúc này đây, bạn bị kích ra ngoài vì online quá lâu, ngôi làng cần phải có khiên bảo vệ. Bạn đăng xuất ngôi làng chỉ với đúng 1 phút mà thôi, và ai đó đã đến và cướp đi số tài nguyên với 400.000 mỗi loại. Đây thực sự là một cảm giác cực thốn nữa khi bạn chơi Clash of Clans, vì bạn đã thực sự đã tiến rất gần đến việc nâng cấp pháo đại bàng của mình lên cấp độ cao nhất rồi. Bạn chỉ cần 100.000 vàng nữa thôi, hoặc có khi một số bạn khác chỉ cần con số ít hơn như là 50.000 hay là 30.000 vàng nữa thôi là đủ để nâng cấp rồi. Và ai đó đã đến cướp bóc ngôi làng của bạn chỉ vì bạn vô tình thoát ra khỏi ngôi làng, hay là bạn chỉ đi uống một cốc nước thôi và chưa kịp chỉnh chế độ tự động khóa màn hình. Khi bạn quay lại thì đã mất kết nối và ngôi làng của bạn đã bị tấn công bởi một thanh niên ABCXYZ nào đấy, củ lạc giòn tan, cay cả buổi trời, rồi nhìn lại người khác đang tấn công ngôi làng của bạn với combo Giant Wick Bowler hoặc là những con rồng điện đang cướp bóc sạch sẽ chỗ chiến lợi phẩm của có được của bạn. Mình rất ghét cái cảm giác mà mỗi khi nó xảy ra với mình, mà mình cần phải đi cướp thêm vài trận nữa mới đủ bù lại được số tài nguyên trước khi bị tấn công. Cảm giác đó còn thốn hơn khi bạn muốn trả thù người tấn công kia. Nhưng nhìn lại thì ôi thôi, tướng này, lính hồi thành này cũng chẳng còn nữa sau khi cái đợt tấn công vừa rồi nó diễn ra. Giờ đây thì mình lại phải chờ ít nhất là 30 phút nữa để cho tướng tỉnh lại, rồi xin đủ số lính clan, sau đó mình mới có thể tấn công trở lại. Trên đây là những điều cực thốn thứ tư chỉ chơi COC. Cảm giác cực thốn thứ năm đó là khi bạn nhận được 49% cho lượt tấn công của mình. Điều này có lẽ xảy ra với tất cả chúng ta rất nhiều rồi, mà đôi khi chúng ta có thể nhìn qua nó giống như một là tất cả bình luận thông thường thôi, nó không thực sự gì quá là quan trọng, cho đến khi điều này nó xảy ra với chính chúng ta thì đó là một cảm giác rất là tồi tệ. Bạn chỉ giành được 49% khi tấn công và nhận được sự mất mát về tài nguyên. Bạn không hề nhận được một số cúp nào mà lại đã mất đi mấy chục cúp quý giá chẳng hạn, và ngôi làng mà bạn tấn công thì lại giành được những số cúp đó, chưa kể là có được cả cái khiên bảo vệ làng. Bạn đã rất gần với 50% rồi, chỉ cần một phát bắn nữa thôi là sập cái nhà chính rồi. Và nếu bạn nào mà bay cúp ở giải đấu huyền thoại hay là Titan thì sẽ hiểu được cái cảm giác 49% này nó đạt cái độ cực thốn như thế nào. Nếu bạn mất đi 35 cúp, một số lượng cúp mà bạn cày cả một ngày trời ròng rã cũng chưa chắc đã đủ bù. Hãy đưa ra lời nhận xét ở phần bình luận phía dưới về cái trường hợp siêu thốn thứ 5 này nhé. Khi bạn bị kick ra khỏi clan, điều này có vẻ chưa thốn lắm nếu bạn tham gia với một clan mới có vài ngày thôi, thì việc ăn kick cũng có thể là hoàn toàn bình thường khi bạn có thể chưa hòa nhập được với môi trường mới. Tuy nhiên, nếu bạn đã ở một clan rất lâu rồi, cỡ khoảng 2 năm chẳng hạn, gắn bó không biết bao nhiêu là trận gua căng thẳng hay là những kỷ niệm tuyệt vời với anh em trong clan rồi, và đột nhiên bạn bị kích ra khỏi clan với những lý do cực kỳ là ngớ ngốc và ngu ngốc nào đó mà đến bạn cũng không thể hiểu được đó là gì, và bạn cảm thấy rất là hụt hẫng vì bạn không đáng bị như vậy. Điều đó thực sự rất là ngu ngốc, và bạn vừa có một lượt đánh chỉ mang về có 2 sao mà thôi. Ai cũng có thể rơi vào cái hoàn cảnh tương tự, và chỉ có mỗi mình bạn bị kích ra khỏi clan. Thủ lĩnh kích bạn ra ngoài vì muốn thấy những thành viên có lượt gùa đánh 3 sao mà thôi.
Nhưng họ không biết rằng ở những trận vua trước đây, bạn là một công thần đã đóng góp rất nhiều trận với tỷ lệ là 5 đến 6 sao mỗi trận rồi. Vì vậy, đây thực sự là những điều ngu ngốc. Và cái điều cuối cùng bạn nhận ra được từ cái Clash gắn bó một thời gian rất lâu rồi, đó chính là bạn bị kích ra ngoài, nơi mà bạn đã cho không biết nhờ bao nhiêu là lính, gắn bó với rất nhiều anh em khác trong hội. Họ dường như là những thành viên trong gia đình vậy. Và khi bị đá ra ngoài thì thực sự rất là đáng buồn. Và cảm giác đó nó rất là thốn khi bạn chơi COC. Và điều cuối cùng trong danh sách của ngày hôm nay, đó chính là khi bạn vô tình sử dụng một lượng gem đá quý rất là lớn, hoặc tất cả số gem ngọc mà bạn có được. Điều này nó xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là bạn của bạn lấy máy rồi vào game sử dụng toàn bộ gem ngọc của bạn như một trò mua vui với hành động rất là ngu ngốc như cường hóa một trại lính. Điều đó là không cần thiết. Và sử dụng toàn bộ gem ngọc của bạn thỉnh thoảng với 100 gem đá quý có được để nâng cấp loại lính cần thiết cho combo đánh vua chẳng hạn, nhưng bạn của bạn đã sử dụng để cho quân lính hết cả rồi. Nguyên nhân thứ hai có thể đến từ tình huống chủ quan của cá nhân bạn. Ví dụ như bạn vô tình bấm vào nút sử dụng gem ngọc và hoàn thành ngay bây giờ, hoặc bất kỳ một điều gì đó tương tự như thế và đã đốt mất 500 gem chẳng hạn. Đôi khi bạn đang huấn luyện quân đội thì vô tình trượt cái ngón tay của bạn sang nút kết thúc ngay bây giờ, và quả thực điều tồi tệ và khá thốn đã xảy ra. Mình biết điều này đã xảy ra với bản thân mình vài lần rồi. Và đôi khi bạn đã tích cóp được gem ngọc từ rất lâu để hoàn thành một công trình phòng thủ cuối cùng để lên nhà chính cấp cao hơn chẳng hạn, và bạn vô tình đã tiêu tốn một đống gem nhanh như một cơn gió. Và thực sự điều đó rất là tồi tệ, bởi vì gem là một loại tài nguyên rất quý giá trong COC, và bạn chỉ có được khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chờ đợi sản xuất ở nhà máy, cũng như chờ đợi rất lâu khi xóa bỏ những chướng ngại vật. Bạn có thể có được gem ngọc nhanh hơn bằng cách bỏ tiền ra để mua, nhưng mà đối với một lượng lớn người chơi miễn phí và đông đảo trên toàn thế giới thì sẽ không bao giờ đầu tư tiền để mua gem và ngọc đâu. Vì vậy, đây là một điều bất lợi đối với những người chơi miễn phí, và là thật không may nếu rơi vào trường hợp cực thốn vì sử dụng gem ngọc sai mục đích với số lượng lớn như thế này. Như vậy, trong video ngày hôm nay mình đã đề cập với các bạn 7 cảm giác cực thốn khi chơi COC. Hy vọng rằng video này đã nói lên điều mà nhiều người chơi thấy mình trong đó. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like, share video này của mình nhé. Và hãy đưa ra những cảm giác cực thốn hơn nữa mà nếu các bạn gặp được ở cái phần bình luận phía dưới. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, bấm vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất, chính xác nhất về những thông tin nóng hổi nhất của Clash of Clans. Mình sẽ post video hàng ngày về nội dung game COC. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây của mình. Mình đi đây. Bye bye.